Sĩ Minh. Đó là bàn thắng dành cho các cầu thủ Nam Định. Và đó là điều mà chúng tôi đã dự đoán từ trước. Bàn thắng thứ hai của Lê Sĩ Minh. Tất cả đều đến từ những quả đá phạt trực tiếp. Rất đẹp mắt. Hãy cùng xem lại quả đá phạt này. Cực kỳ đẹp mắt. 1-0 cho Nam Định. Chúng tôi đã cảnh báo sự nguy hiểm của Lê Sĩ Minh từ những quả đá phạt trực tiếp như thế này. Và ngay lập tức thì anh đã ghi bàn. Tỷ số là 1-0. Và đây là sự vui mừng của các cổ động viên Nam Định.